xin mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin đáng chú ý trong bản tin 24/7 trên kênh fbnc. Các loại hình bất động sản lai giữa căn hộ và khách sạn hay căn hộ và văn phòng đang dần trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản tại Việt Nam theo một báo cáo vừa được Jones Lang LaSalle Việt Nam phát đi. Khái niệm bất động sản lai được JLL Việt Nam dùng để sử dụng ba loại hình bất động sản là office Style tức căn hộ văn phòng, hotel tức căn hộ khách sạn và homestel tức nhà ở khách sạn. Theo JLL, những sản phẩm này đang dần trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản Việt Nam. Theo đó, tất cả các dự án loại hình này đều đạt tỷ lệ bán cao. Phần lớn dự án được tiêu thụ toàn bộ số lượng mở bán ngay trong sự kiện giới thiệu dự án. Nguyên nhân khiến bất động sản lai có sức hút trên thị trường và bởi đây là loại hình được cải tiến nhằm hướng đến các nhà đầu tư, tức phục vụ cho mục đích mua và cho thuê lại. Hơn nữa, các loại hình bất động sản này có đặc điểm diện tích nhỏ, đòi hỏi khoản đầu tư thấp. Do đó, các chủ đầu tư cũng sẵn sàng mở rộng đầu tư cụ thể office Style là sản phẩm kết hợp giữa văn phòng và khách sạn với thời gian sở hữu 50 năm. Office Style thường nằm trong khối đế thương mại của dự án căn hộ. Loại hình bất động sản này sở hữu hai lợi thế là diện tích nhỏ hơn căn hộ và địa chỉ có thể đăng ký giấy phép kinh doanh. Bên cạnh đó, phí dịch vụ và phí quản lý của office Style cũng thấp hơn trong các tòa nhà văn phòng. Do đó, Office Steel đã có sự phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Nếu như năm 2014, thị trường bất động sản Việt Nam xuất hiện chưa đầy 1.000 căn Office Steel, thì đến quý 3 năm 2017 đã có hơn 8.000 căn. Còn Conotel và Hometel đều là sản phẩm giao thoa giữa căn hộ và khách sạn. Cả hai loại hình này đều được quản lý theo hình thức quản lý tổ hợp khách sạn cao cấp và căn hộ dịch vụ đa sở hữu. Điểm phân biệt là nếu như Conotel có thời gian sở hữu là 50 năm, thì Hometel có thời gian sở hữu vĩnh viễn. Bên cạnh đó, các dự án Condotel thường toa lạc các địa điểm dọc bãi biển hoặc các điểm đến du lịch và được điều hành bởi các nhà điều hành khách sạn danh tiếng. Trong khi đó, các dự án homestay thường nằm trong các trung tâm thành phố, đặc biệt là ở Hà Nội và Đà Nẵng, và được điều hành bởi các chủ sở hữu. Tuy nhiên, bên cạnh các lợi ích đem lại, bất động sản lai cũng khiến các nhà đầu tư đối mặt với nhiều khó khăn như khung pháp lý chưa ổn định, có thể tạo nên rủi ro cho nhà đầu tư. Ngoài ra, việc tăng tỷ lệ căn office tại khối đế của các dự án căn hộ có thể dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý dự án và giảm bớt diện tích dành cho tiền nghi, tiện ích của dự án. Bất chấp những thách thức này, JOL dự báo nguồn cung bất động sản lai vẫn sẽ tiếp tục tăng tại Việt Nam. Do đó, nhà đầu tư vẫn khuyến nghị Việt Nam nên sớm hoàn chỉnh một khung pháp lý cho loại hình này nhằm điều tiết thị trường một cách hợp lý và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và cư dân của dự án. Thực vị nhận thấy các loại hình bất động sản lai như condotel, officetel và ShopHouse đang có dấu hiệu biến tướng thành căn hộ nhà ở thông thường, Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Horea vừa có văn bản kiến nghị cơ chế quản lý chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng này và tránh tăng áp lực lên hạ tầng đô thị. Trong văn bản góp ý về công tác quản lý đối với dự án công trình condotel, officetel và resort, Horea cho rằng các sản phẩm condotel, officetel Shop house đang có dấu hiệu biến tướng thành căn hộ nhà ở thông thường, do đó hiệp hội này đề nghị cần có cơ chế quản lý hiệu quả để tránh tình trạng biến tướng condotel office tel shop house thành căn hộ nhà ở làm phá vỡ quy hoạch chung và làm gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị. Theo đó, hiệp hội cho rằng nên khống chế diện tích office tail ở mức từ 25 cho đến 50 m vuông một phòng. Riêng căn hộ Condotel thì có diện tích phù hợp với quy định về thiết kế phòng khách sạn Resort. Hiệp hội cũng thống nhất về đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc về thống nhất áp dụng chỉ tiêu dân số tương đương 50% chỉ tiêu dân số của công trình nhà ở, không phân biệt dự án hoặc công trình Condotel Officetel độc lập hay nằm trong cùng một công trình chung cư hỗn hợp. Theo hiệp hội, nếu áp dụng chỉ tiêu nhân số tương đương 100%, thì khi kết hợp condotel office các doanh nghiệp sẽ xin đầu tư 100% căn hộ chung cư chứ không lập dự án xây dựng chung cư hỗn hợp với condotel office để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Theo báo cáo của Knight Frank mới công bố tuần qua thì đà tăng giá nhà trên toàn cầu đã chậm lại ở mức tăng trưởng thấp nhất kể từ đầu năm 2016. Còn Nai Frank vừa công bố số liệu về giá nhà tại các thành phố lớn thuộc 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nếu như trong quý 1, giá nhà toàn cầu tăng 6,9% so với cùng kỳ, thì sang đến quý 2, mức tăng chỉ còn 6,1%. Cũng trong 3 tháng qua, số lượng thành phố có mức tăng giá nhà trên 20% đã giảm từ 12 xuống 9 thành phố, giảm đáng kể là số thành phố ở Trung Quốc. Trong top 10 thành phố có mức tăng giá nhà cao nhất, thì Trung Quốc có 3 thành phố giảm từ 7 thành phố trong báo cáo của quý trước. Tính theo châu lục, thì châu Á vẫn dẫn đầu về đà tăng giá nhà với mức tăng là 10,9%. Đáng lưu ý, thành phố Toronto của Canada là thành phố tăng giá nhà mạnh nhất trong quý 2 với mức tăng là 29%. Thủ tướng Anh Theresa May vừa tuyên bố sẽ chi thêm 2 tỷ bảng Anh để tạo thêm nguồn cung nhà ở giá rẻ cho thị trường nhà đất, được cho là đắt đỏ nhất thế giới này. Tuyên bố tăng chi cho nhà giá rẻ được đưa ra vào tuần qua, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Chính phủ nước này sẽ chi 2 tỷ bảng Anh, tương đương 2,7 tỷ đô la Mỹ để tạo ra một loạt dự án nhà ở giá rẻ nhằm thay đổi cục diện của thị trường bất động sản vốn được cho là rất đắt đỏ. Theo số liệu của Halifax, tháng 9 vừa qua, giá nhà tại Anh tăng 0,8%, đạt trung bình hơn 225.000 đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Halifax cho rằng, tâm lý hạn chế chi tiêu và giá nhà tăng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu người mua nhà trong tương lai. Cũng liên quan đến loại hình bất động sản lai, thưa quý vị, mặc dù nhận định nguồn cung cho loại hình condotel căn hộ khách sạn sẽ còn tăng trong thời gian tới, tuy nhiên trong bối cảnh khung pháp lý cho loại hình này vẫn còn chưa rõ ràng, thì John Slang là sản Việt Nam đưa ra khuyến cáo các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân, nên cân nhắc kỹ về danh tiếng và tiềm lực tài chính của đơn vị chủ đầu tư trước khi quyết định đầu tư vào các dự án condotel. Không chỉ những quý gần đây, thị trường condotel đã bắt đầu nóng lên trong khoảng một năm nay. Tuy nhiên, đây là một mô hình kinh doanh mới và thường xuất hiện ở những địa phương ven biển của Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, thậm chí ở những thành phố du lịch nổi tiếng, đặc biệt là Hà Nội. Ở góc độ là một nhà tư vấn, JOL lưu ý rằng Condotel là mô hình hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện tại Việt Nam trước đây, cũng như bất cứ quốc gia nào mà JOL có ghi nhận ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Riêng chỉ có một quốc gia trên thế giới có sử dụng mô hình này là Nhật Bản, tuy nhiên nhật bản lại là một thị trường hoàn toàn khác biệt thị trường khá trưởng thành với tiềm lực tài chính tốt họ cũng biết rất rõ phải làm sao để quản lý được thị trường conotel này Tôi cũng quan tâm đến việc làm thế nào để vận hành Condotel đúng cách, bởi vì pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. Hiện nay thì nhiều nhà đầu tư Condotel cam đoan với mức lãi suất rất hấp dẫn từ 8 đến 10%, thậm chí là 12%. JOL khuyến nghị các cá nhân muốn đầu tư vào thị trường này nên cân nhắc cẩn thận về tiềm năng của dự án. Thứ hai là danh tiếng và tiềm lực tài chính của chủ đầu tư để đảm bảo họ có thể đưa ra được mức lợi nhuận như họ đã cam đoan.